Đây là bạn gái của cậu hay là em gái của cậu? Sao mày xin vậy? Nếu anh nói anh muốn em ngủ với ông một đêm, em nghĩ sao? Ngủ một đêm? Ừ. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ba mẹ em ở dưới quê á, cứ hỏi là khi nào đưa anh về ra mắt. Anh tính làm sao? Anh biết rồi, anh cũng tính vài bữa nữa rảnh á, anh sẽ sắp xếp qua thăm hai bác. Nhưng mà tại vì công việc anh dạo này bận quá, ông sếp mới công ty anh á cứ giao cho anh một đống việc, anh làm không có hết. Công việc, lúc nào anh cũng sự nghiệp hết. Lúc nào anh cũng sắp em sau công việc của anh hết vậy? Em à, anh phải có công việc, phải có sự nghiệp thì anh mới lo cho em được chứ. Em nghĩ thử coi, lương của anh bây giờ á có vài đồng bạc à, rồi ba mẹ em á có chấp nhận gả con gái cho anh không? Chuyện tiền bạc á đối với em không quan trọng. Em, anh có chuyện này muốn nhờ em giúp. Nếu em chịu giúp anh á, em sẽ là nhất. Chuyện gì? Em có nhớ ông sếp của anh không? Ông Bảo á. Nếu anh nói anh muốn em ngủ với ông một đêm, em nghĩ sao? Ngủ một đêm? Ừ. Ý anh... Chỉ một đêm thôi. Sếp, cậu muốn làm hay cậu muốn nghỉ? Hồ sơ bị lỗi quá trời, vậy mà cậu dám đem lên cho tôi. Dạ, sếp thông cảm cho em đi sếp. Chắc hôm qua em làm gấp quá nên lại không có coi hồ sơ kỹ. Thôi, cô đừng có trình bày trước mặt tôi nữa. Tôi nghe sếp cũ của cậu nói cậu rất là tài giỏi, tôi mới đưa cậu về đây làm. Nhưng mà toàn là bức tài vô dụng. Nếu mà cậu làm không được nữa thì viết đơn đi, tôi ký. Sếp, đừng đối xử với em vậy mà. Có gì á thì sếp chỉ dạy cho em thêm. Chứ em còn non nớt lắm. Đây là bạn gái của cậu hay là em gái của cậu? Sao mày xin vậy? Dạ, đây là bạn gái của em, ở dưới quê mới lên, cũng còn quê mùa lắm sếp. Làm thì không lo làm, lo ngắm gái suốt. Yến, nghe anh nói đã, tất cả mọi chuyện á không như em nghĩ đâu. Anh định đáng em à? Vì em thương anh nên em trao hết cho anh. Em không phải làm gái, sao anh khốn nạn vậy? Không phải đâu em nghe anh nói đã. Anh tin tưởng em, coi em là người yêu nên anh mới nhờ em giúp. Nhưng mà nếu em không có lòng tin với anh thì em cứ đi đi. Dù sao á anh cũng chịu cực chịu khó quen rồi, cứ để người ta chà đạp lăng mạ anh, cứ để cho anh chết đi. Sống chết gì ở đây? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Anh tài giỏi như vậy á, đâu có thiếu người nhận anh làm đâu đúng không? Ngoài xã hội á có biết bao nhiêu người tài giỏi giống như anh, họ biết nịnh hót nên họ mới được vị trí như ngày hôm nay. Còn anh á, anh suốt đời sống chân thật nên lúc nào cũng bị người ta ức hiếp anh hết trơn. Nhưng mà nếu em không giúp anh á thì cứ để cho người ta ức hiếp chà đạp anh đi. Em cứ đi tìm người nào lo cho em được hạnh phúc. Thôi được rồi, một đêm thôi nha. Em nói thiệt hả? Em chịu giúp anh đúng không? Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Sếp, hôm nay quán bạn em nó mới khai trương, em mời sếp đi ăn tiệc với em. Là hôm nay á hả? Dạ đúng rồi, hôm bữa em có nói trước với sếp rồi đó, sếp quên rồi hả? Ừ, vậy đi,
Ờ, đi sớm về sớm, mai tôi còn có công việc. Dạ, sếp đợi em đi lấy xe nha. Bây giờ mấy giờ cậu? Cậu còn lấy xe ổn không? Ừ. Em không ổn lắm sếp ơi. Hay là bây giờ em chở sếp ra khách sạn ngủ, mai tỉnh rồi mình về, được không sếp? Không có được. Tôi còn công việc ở nhà nhiều lắm. Bữa nay em sẽ có quà đặc biệt dành cho sếp. Quà gì? Cậu nghĩ tôi cần cái quái gì quà của cậu hả? Bảo đảm món quà này sếp sẽ thích. Mọi chuyện anh lo xong hết rồi. Điều quan trọng á là em phải phục vụ ông cho tốt. Còn nữa, em phải nhớ quay phim và chụp hình lại cho anh. Nghe rõ chưa? Xong việc này á, anh sẽ cưới em làm vợ, bà xã tương lai của anh. Bà xã gì mà bà xã? Em không tin anh hả? Anh đừng có gạt em nha. Em dễ tin người lắm á. Sao mà anh gạt em được? Em là bà xã tương lai của anh. Nếu thành công vụ này á, anh sẽ cưới em, chứ để thằng khác nó cướp mất làm sao. Thôi, làm việc đi. Anh qua phòng kế bên chờ em. Chìa khóa anh để trên giường á. Nhưng mà em sợ quá à. Sợ gì? Có anh ở đây nè. Cô là ai? Tôi là bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Món hàng này thật là khó xơi. Hôm nay coi như may mắn cho em, anh không có hứng. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Em xin lỗi mà, em sẽ không chống cự đâu. Em xinh đẹp như thế, sao lại yêu một thằng đàn ông quá khốn nạn vậy? Anh ơi! Anh ơi!